Thưa quý vị, đồng rúp xuống giá vì nguy cơ chiến tranh ở Ukraine, tin từ Moscow. Giá cổ phiếu và đồng rúp của Nga đã xuống đến mức thấp nhất chưa từng có vào lúc thị trường mở cửa trong ngày thứ hai, sau khi Tổng thống Putin tuyên bố đưa quân qua Ukraine. Đồng rúp của Nga sụt giá 2% và thị trường chứng khoán xuống 10%. Lo ngại leo thang căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ với Tây Phương, cũng như là sự đe dọa cấm vận kinh tế đối với Nga, khiến cho các nhà đầu tư Nga tung bán cổ phiếu trước khi thị trường bị ảnh hưởng. Bà Nikita Bekashov, phát ngôn viên của sàn trao đổi chứng khoán Moscow nói rằng mọi thứ đều xuống giá, trong đó có cổ phiếu, công khố phiếu. Đồng rúp đã dần mất giá so với đồng Mỹ Kim và đồng Euro từ năm ngoái. Bà Yulia Dudariva nói rằng thị trường bị xuống không phải chỉ vì tình hình Ukraine, mà còn vì nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn và tốc độ phát triển xuống thấp.